Ok, chào các bạn, chủ nhật mình làm clip nha. Làm clip rồi mình đi bãi tiếp các bạn. Hôm nay có khách, có hẹn khách đi bãi nha. Ok, đầu tiên á là thanh lý cho bạn con này nè. Sáng Shopee về nè các bạn ha. Để mình 276k nè các bạn. Đầu kẹt nha. Anh chủ shop bảo con này nó bị nứt chỗ này. Ok, đồng ý luôn các bạn. Kẹt cứ ngắt cái đầu. Mình đập, mình định gỡ nó ra mà không ra, thôi vứt ha. Tổng con này mình mua là 376k ha. Vẫn chạy nha các bạn. Nhưng mà bị rơ hết trơn nha. Mình đập nó hồi sáng giờ mà rơ. Cục pin này của mình nha. Pin không có bán nha. Bán nhanh lại 100k cho ai làm gì làm, bao ship nha. À, bỏ tay mua Shopee. Cái này có hai đơn ba cái ha. Nhưng mà chắc hẹn các bạn ngày mai nha, mai mình lựa mình giao. Bữa nay bên ship các bạn họ làm buổi sáng à, cho nên cũng không kịp nha, cho nên mà anh thông cảm ha. Có anh khách chuyển cọc hôm qua. Ok, chuẩn bị đi bãi các bạn. Mình làm clip ra một vòng nha, xong rồi mình đi bãi, các bạn ở nhà xem chơi. Tiếp tục giới thiệu cái này tiếp các bạn. Tiếp tục giới thiệu tiếp cái siêu phẩm này. Đây, điện 100V nha, 220 ra 100. Đây ha. Hàng Nhật nguyên zin nguyên bản. Đây có một cầu dao chống giật 30A nha các bạn. À, đế thép nè, à, toàn bộ nguyên zin hết. Quá ngon. Con này hơi các bạn đưa vào cái bình nén khí được không các bạn? À. Con này giá 1.9 triệu nha, bao ship. À, hoặc là 1.7 triệu, khách nào tới chở. Hàng nguyên zin nguyên kiện của Nhật. Hơi quá khỏe. Một con. Con thứ hai là... Con này anh khách lấy rồi nha các bạn. Con này hàng hiếm nha. Mình đấu lại tam giác cho anh rồi. Anh cho nên về anh chạy 24V 3 pha là phà luôn. Ha, con này chế rất là nhiều ứng dụng. Còn con này chưa có đơn nha. Con này chưa có đơn. Cái này hết hàng nha các bạn. Hồi tối một anh khách lấy 2 cây và sáng một anh khách lấy 1 cây, nữa là 3 cây. Hiện tại còn 4 cây nhưng mà 1 cây là không đủ đồ nha. Mình lấy để mình sang đồ qua mấy cây kia ha. Cảm ơn quý khách ủng hộ. Thì hiện tại á, cái này còn, cái loại này thì còn. Cái loại quậy ông này thì còn nha các bạn. Thì mình cũng giảm giá bán luôn nha. Bình thường mình bán á, là còn luôn bát các bạn. Là còn luôn bát là 400 nha. Còn luôn bát là 400 ha. Còn không bát là 300. Nhưng mà hiện tại mình giảm cái này không bát á. 300 hả? 280 nha. Mời các bạn lại ly cà phê. 280. Bao ship. Đó. Con này thì mình test trước khi giao nha. Đó. 280. Còn cái loại này 400 thì giảm còn 380. Ha. Bao ship. Luôn bát. Cái bình nhôm này mình giảm còn 280 nha. Bao ship nha. Bình nhôm. Dày 3 ly, chống nước tuyệt đối. Để các bạn đựng pin, đựng các ứng dụng bên trong á. Có công tắc ở ngoài. Cái này thì còn hàng nha. Cái này thì còn cỡ chục cái nha. 280 này mình chưa vệ sinh, chưa test các bạn. Khách nào mua thì mình sẽ tiến hành vệ sinh, test. Chiều nay về thì mình sẽ lấy cái biến áp này ra. Mình test nha, mình bán. Ha. Để lâu lắm mà, biến áp. Biến áp này sạc cho khối pin 400A của Đức nha. Biến áp của Đức, Germany. Con này bán 2.8 triệu nè. Biến áp vào 220 ra 24V 40A. Cặp này xin lỗi anh khách đợi giùm ngày mai. Mai test và giao nha. Hiện tại thì shop bận quá chưa có làm kịp. Anh thông cảm giùm. Còn Parker các bạn. Con này thì
cũng rất là nhiều khách hỏi nè. Ở đây có cái mã nè, không biết khách tra ra không nữa. Spin. Spin đồ Parker. Có mã K064150-9Y1. À, Parker của Mỹ. Con này nó gồm hai bạc đạn, một bạc đạn sứ ở đầu, hai là bạc đạn khí ở phía sau. À. Đó. Con này cỡ một ngựa. Quay êm ru. Không nghe tiếng động. À, 2,2 triệu bao ship. Giảm 100k. Còn mấy cái đèn này các bạn, khách nào mua thì liên hệ mình nha. Đèn led của Mỹ, led mạ vàng, USA, quá đẹp luôn. Khách nào mua liên hệ nhé, lóng lánh luôn. À, cây này 1,7 triệu một cây bao ship nha, bao ship toàn quốc. Điện 12V, có luôn cái tay bấm nha. Khách về chỉ việc cấp nguồn 12V và bấm lên xuống. Này mình cũng có clip test rồi. Cây này là thép nha. Đó. Cây này tải 450 kg. Sáng có anh khách hỏi 4500 N là 450 kg, 12V, hộp số 140. Đặc biệt cây này có heo sensor các bạn, cộng với limit switch ha. Ra hết hành trình thì tự động nó dừng, nó không ảnh hưởng tới động cơ. Ở đây mình còn mấy cái này bán nhanh nhanh cho các bạn nha, khách về xài. Cụm này các bạn chế cân lực hàng Selvin thì phải nói là xài chắc cũng chắc không biết khi nào mới hỏng. Tại vì sao? Tại vì thép gia công của Nhật. Các bạn chêm thêm lò xo giùm mình nha. À, hiện tại thì lò xo nó không được nhiều. Chêm thêm lò xo. À. Các bạn lắp lắp mấy miếng đồng cân lực hàng Selvin đó các bạn. À. Bán ra là như vậy các bạn, bán ra là không có ấy nha. Không có ấy đồng nha. À, bán ra là như vậy. Cụm này bán cho các bạn 190k bao ship thép nha. Bán như hình. À, bán như hình nha các bạn, lưu ý nha. Bán như hình. À. Còn cái này thì cứ 400k một cụm. À, 400k một cụm. À, 400. À, xi lanh còn đủ hết. Đủ luôn, mỗi xi lanh các bạn có hai cảm biến đủ hết nha, đủ hết luôn. 400 bao ship. Giảm tốc này thì qua tuần mình sẽ chế lên chiếc xe nha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn đợi giùm. Giảm tốc. Cái này hàng của Mỹ nha. Cái này đã có một đơn, một cặp của anh khách nha. Thì chiều nay rảnh về mình soạn riêng ra. À, để sau này không có lẫn lộn hàng của anh nha. Cái này nó có luôn heo sensor nè. Chạy rất là đảm bảo. À, 618W nha. Cái này các bạn có thể lên mạng tra được các bạn. Các bạn tra Technic nha. Tra tiếp là M-2348-103 thì nó sẽ ra. Ra thông số cái động cơ. Nguyên động cơ chạy từ 20 cho tới 90 VDC, động cơ 3 pha không chổi than, brushless. Nguyên cụm này là 1 triệu luôn hộp số các kiểu các bạn, là 1 triệu 6 nha, bao ship nguyên cụm. Đây. 220k một cái bao ship nha, bán nhanh các bạn. Đó. Này gọi là siêu phẩm luôn á, 4800 vòng, 24V. Chế quạt cốt 8 ly. Còn con này 240k, bự hơn rất là nhiều. Bự rất là nhiều các bạn. To hơn. Tấm nhôm này xả thì có bạn 400 bao ship vô mặt bàn, siêu dày luôn. Đang xả hàng. Cái motor này có hai cái các bạn. Cái này xả nhanh các bạn 200 nha. 200 hàng bãi, bao sóng chứ không bao gì. 200 cái.
có hai cái bao ship luôn. Cái này để lâu quá mình ghét quá mình bán nó đi, bán lỗ. Còn cái này hàng của Đức, tự nhiên lấy cái chục cái bán hết còn cái đứng các bạn. Cái này bữa nay để các bạn 400 bao ship coi như thu về 300. Đấu luôn các bạn cái tủ nha. Con này gọi là siêu khỏe. Con này nó thiết kế kiểu gì mà rất là cứng vững các bạn. Cứng lắm. Nó chịu tải cánh quạt rất là lớn. Con này gắn quạt lồng sóc. Cái này anh khách lấy rồi. Cái giảm tốc 400W này, điện 100V một pha ha. Hộp số 1/30, đầu ra 50 vòng. Con này các bạn chế tời cũng được ha, chế tời các kiểu. Con này mình đang kiểm tra lại hai cái tụ ha. Kiểm tra lại hai cái tụ coi nó ngon không. Chạy thì nó đề ba hơi yếu nha, nên mình hình như là tụ để lâu quá nó khô dầu. Cái này khả năng mình sẽ phải thay tụ ha, thay tụ. Con này bán rồi nha các bạn, con này là con cuối cùng nha. Có anh khách quen lấy thì mình để lại luôn ha, chứ cho nó xong rồi mình đi lấy cái khác nha. À, có một cặp động cơ điện 220 nè, điện 220 một pha nha. Con này 145W, con này 80W. Con này 350k nha, con này 300, hai con. Khách nào mua thì mình sẽ đấu tụ ha. Con này tua cao. Tua là 2.500. 2.500. Con dynamo nha. 1.450.000 ha, dynamo. Còn cụm này bán nhanh cho các bạn 600 về nghiên cứu bao ship nha, NSK ha. Chỉ bao sống nha, còn lại không bao gì ha. Chỉ bao sống NSK. Về khách nghiên cứu ha. Chỉ bao sống nha. Hình như nó là động cơ bước các bạn chứ không phải động cơ servo nha. Giống con này nè. Cái này mình định mua chế đồ mà thôi, khách nào chế xe lấy nha, mình bán nhanh lại nha. 24V 250W, con này là chuyên dụng để chế xe nha. Đó. Con này nếu mà hàng các bạn mua mới ở trên Shopee Lazada thì khoảng 500. Con này mình để các bạn lại 250k. 250k bao ship. 24V 250W nè. Vẫn hoạt động bình thường ok hết nha các bạn. Còn mấy cây này cứ 100k một cây nha. 100k là bán không bao gồm cái gì cả nha. Chỉ cái cây này thôi thì là 100k ha. Còn thêm IC ố thêm tay bấm cộng với nguồn thì tính thêm nha. Giảm tốc này của Nhật. Con này khách nào lấy về nghiên cứu không? Cái chiều nay thì mình sẽ ráp cái này các bạn ha, ráp mấy cái sạc vô lại bán nha. Còn mấy cái 2kW, 3kW nha. Con này bán nhanh các bạn 2kW nha, 1.2 triệu, 3kW. Quên. Con này mình đấu lại rồi các bạn ơi, tính thêm công nha. Tính thêm công con này 1.6 triệu nha. Con này 1.9 triệu, 3kW ha. Đã đấu lại rồi, tính thêm công. Con này mình xả thêm mấy con nha. Đó. 900k một con bao ship nha, giảm 100k. 300 động cơ 10 12 24, 300W. Qua hộp số đầu ra là 240 vòng. Ha. 900k xả 10 con. Các bạn mua thì ủng hộ. Ok, hôm qua thì cảm ơn một anh khách đã ủng hộ tiếp một cái tủ nha.
Hồ tiếu một cái tủ. Chiều nay giao các bạn cái này. Cái này chiều mình coi sao nó vướng vướng. Khách nào chế cháo mua về đựng đồ, đựng cho nó gọn các bạn, chứ để sùm giống mình thì bó tay. 1,2 triệu bao ship, tủ nhôm, bề ngang 30, sâu 45 cm, cao 1 m. Ở đây mình còn một lô motor servo. Lô motor servo. Con này, lô này là đời mới nha, nhưng mà nó bị cấn bể encoder này nọ đó. Bán về cho các bạn chế cháo nha. Một thùng này các bạn nào cân nha, mình cân lại 65k 1 kg. 65k 1 kg cân hết, cân solo hết cái thùng này. Giá tốt nha các bạn. Ok, có vài món nha, khách nào cần thì ủng hộ nha.